ngày 9 tháng 11, Công an phường 12 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Thị Hương 1973, quê Quảng Bình và Bùi Thu Thủy 1982, quê Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 8 tháng 11, nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình gồm Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Đinh Văn Tài, Võ Ngọc Phúc tuần tra trên đường Trường Chinh phường 12, Tân Bình. Hai nữ quái trộm cắp điện thoại. Tại đây, nhóm hiệp sĩ phát hiện Hương và Thủy đi xe máy có biểu hiện trộm cắp nên âm thầm bám theo. Đến số án quận 162 giờ Trường Chinh, hai người này dàn cảnh mua án để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhưng bất thành nên bỏ đi. Không bỏ cuộc, Hương và Thủy tiếp tục quay lại số này lần hai cũng giờ hỏi mua án quận nhằm đánh lạc hướng nhân viên. Khi nhân viên mất tập trung, Hương lấy trộm chiếc điện thoại của nhân viên số đang sạc, rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Phát hiện sự việc, các hiệp sĩ đuổi theo đến ngã ba đường Nguyễn Minh Hoàng, Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình, thì bắt được hai nữ quái. Tang vật các hiệp sĩ thu giữ được là chiếc điện thoại các nữ quái vừa trộm của shop và một chiếc điện thoại iPhone 8 trộm được trước đó. Sau đó, các hiệp sĩ bàn giao hai tên trộm này cùng tang vật cho công an phường 12 quận Tân Bình, xử lý. Tại đây, hai nữ quái thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Hai người này từng có tiền án về tội trộm cắp.